sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một cái ví dụ về phần thi cử. Mời các bạn giờ đến ví dụ 5, trang 110 trong tài liệu. Ví dụ 5 như sau: ngày Ất Tỵ tháng Thân xem thi cử. Ngày Ất Tỵ tháng Thân xem thi cử. Thi cử được què đài quá biến đình, đài quá biến thành đình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ án què ha. Trạch phong đài quá, biến thành hòa phong đình. Rồi. Như vậy chúng ta sẽ thấy đồng hoa 5 hoa 6 đúng không ạ? Rồi đây là đài của áp, đây là đỉnh. Chúng ta lại tiếp tục tìm quẻ gốc của cái trạch phong đài của áp này. Như vậy là thuần chấn đúng không ạ? Trạch phong đài quá. Thế 4 đường 1. Rồi. Phần chấn. Tiếp theo là chúng ta sẽ an cái địa chi vào. Như vậy đây là quẻ đoài. Xin lỗi, quẻ tốn. Quẻ tốn sẽ là Sửu, Hợi, Dậu. Đến này sẽ là quẻ đoài. Quẻ đoài thì bắt đầu tỳ thì đây là Hợi, Dậu và Mùi. Đúng không? Bên này là quẻ ly, Sửu, Mão, nó dầu, Mùi và Tỵ. Tiếp theo chúng ta sẽ án cái lục thân vào. Như vậy thuần chấn của chúng ta ngũ hành nó đã là mộc. Như vậy mình ở đây là lúc này ta là mộc, đây Sửu là thổ. Như vậy mộc khắc thổ nên đây là thế tài. Đây là Hợi là thủy, mình là mộc, như vậy là thủy sinh mộc, như vậy đây là phù mộc. Đây là Dậu kim, mình là mộc cho nên sẽ là quán quỷ. Hợi sẽ là phù mộc, Dậu sẽ là quán quỷ. Mùi sẽ là thế tài. Tương tự bên này, Dậu sẽ là quán quỷ. Mùi sẽ là thế tài và Tỵ sẽ là tử tôn. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ án cái lục thủ vào. Như vậy là ngày Ất đúng không? Ngày Ất thì hào một sẽ là Thánh Long, rồi đến chú tước, Câu Trần, Đăng Xa, Bạch Hồ, Huyền Vũ. Cuối cùng thì chúng ta sẽ án cái vòng trường sinh vào. Như vậy đây sẽ là tháng Thân, ngày Tỵ, bên này cũng là tháng Thân,
ngày tỵ rồi bây giờ chúng ta sẽ đi từ hào một trở lên. Như vậy ở đây là sửu, sửu ngũ hành là thổ, sửu ngũ hành là thổ. Rồi chúng ta sẽ vẽ cái này lại đi, vẽ lại 12 cung địa bàn này để cho một số bạn chúng ta chưa quen này. Đúng không? Chúng ta có thể đến vào đây. Như vậy đây sẽ là tỵ, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất và hợi. Rồi. Như vậy nhắc lại, sửu là ngũ hành thổ. Ngũ hành thổ thì án theo cục thủy, mà án theo cục thủy thì là lấy cục thân tỵ thìn ra, có nghĩa là trường sinh thì tái tài thân. Chúng ta điểm tại tài thân và tỵ. Như vậy trường sinh đúng không? Thân là tài trường, trường sinh luôn rồi. Rồi trường sinh mộc dục quán đới lâm quan đề vương suy bệnh tử mồ và tuyệt. Như vậy đây là ngày tỵ là tuyệt. Tiếp theo là hợi. Hợi ngũ hành là thủy. Hợi ngũ hành là thủy thì lấy sẽ lấy tam hợp cục thủy ra để án trường sinh. Tam hợp cục thủy đó là thân tỵ thìn. Như vậy là sẽ trường sinh tại thân. Như vậy trường sinh tại thân sẽ là trường sinh mộc dục quán đời lâm quan đề vương suy bệnh tử mồ tuyệt tiếp. Rồi tiếp theo là dầu. Dầu ngũ hành là kim. Dầu ngũ hành là kim thì sẽ lấy tam hợp cục kim để ăn trường sinh. Tam hợp cục kim thì sẽ là tỵ, dầu và sửu, tức là sẽ trường sinh tại tỵ. Như vậy đây sẽ là trường sinh. Như vậy gặp ngày tỵ là trường sinh mộc dục quán đời lâm quan. Như vậy là đến thân là lâm quan. Tiếp tục hơi. Hơi thì giống dưới này thôi, đúng không ạ? Hơi giống dưới này thôi. Hoặc là chúng ta có thể tập án luôn cho quen cũng được, không sao. Thì hơi ngũ hành là thủy. Ngũ hành là thủy thì lấy tam hợp cục thủy để án trường sinh. Mà tam hợp cục thủy là thân tỵ thìn, tức là trường sinh là tài thân. Như vậy tài thân là trường sinh mộc dục quán đời lâm quan để vừa suy bệnh tử mồ tuyệt. Như vậy là tuyệt. Tiếp theo là dầu. Dầu ngũ hành là kim. Ngũ hành là kim cho nên lấy tám hợp cục kim ra án trường sinh. Mà tám hợp cục kim là tỵ dầu sửu, tức là trường sinh là tài tỵ. Như vậy đây là trường sinh mộc dục quán đời lâm quan, để thân là lâm quan. Tiếp theo mùi. Mùi là thổ. Thổ thì án theo cục trường sinh của thủy, mà cục trường sinh của thủy là thân tỵ thìn, tức là trường sinh là tài thân. Như vậy trường sinh là tài thân. Trường sinh mộc dục quán đời lâm quan để vượng suy bệnh từ mộ tuyệt. Xong. Như vậy là xong bên này cái quẻ chính. Bây giờ chúng ta qua quẻ biến. Dầu thì chúng ta chép qua cho nhanh ha. Chúng ta có dầu đây rồi. Lâm quan trường sinh. Lâm quan trường sinh. Mùi. Mùi là thổ, là trường sinh tuyệt. Trường sinh tuyệt. Tỵ là tử tôn, tỵ là hỏa. Bên này chưa có hỏa đúng không ạ? Chưa có hỏa chúng ta an. Như vậy tỵ là hỏa, ngũ hành là hỏa thì sẽ lấy tám hợp cục hỏa để án trường sinh. Mà tám hợp cục hỏa đó là dần ngọ tuất, tức là sẽ trường sinh là tài dần. Như vậy bỏ vào đây trường sinh mộc dục quán đới lâm quan, như vậy sẽ là lâm quan tài tỵ. Đề vương suy bệnh tài thân là bệnh. Rồi như vậy chúng ta án xong cái vòng trường sinh. Đương nhiên cái vòng trường sinh này là chúng ta mới tập lâm quen nên chúng ta án hết, để chúng ta lâm quen chúng ta án cho nó nhuyễn. Con sáu này thì thực chất là chúng ta bỏ, chúng ta tự tính thôi, trong lòng bàn tay chúng ta tự tính là được rồi.
Nhưng mà thời gian đầu thì chúng ta nên làm hết năm liên hệ với cả hai cột, một cột là tháng, một cột là ngày, và đầy đủ 6 hào. Bởi vì thời gian đầu là thời gian chúng ta làm quen mà, cho nên là chúng ta cố gắng viết đầy đủ ha. Như vậy bước 1 xong, đến bước 2 là chúng ta sẽ chọn dùng thân. Bước 2 là chọn dùng thân. Như vậy dùng thân trong thi cử, mọi người lưu ý nhé, trong thi cử thì dùng thân là quán quỷ. Có một số thầy thì nói là trong thi cử dùng thân là phù mẫu, theo mình là không phải. Trong thi cử dùng thân vẫn phải là quán quỷ, còn phù mẫu là thêm một dùng thân, chúng ta có thể tạm hiểu là giống như là dùng thân phù, tức là mình xem thêm, chứ nó không phải là dùng thân chính. Dùng thân chính thì vẫn phải là quán quỷ, nhưng mà đồng thời mình xét tới phù mẫu. Tuy nhiên cái việc xét phù mẫu cũng tùy trường hợp chứ không phải lúc nào cũng xét. Có nghĩa là ví dụ như trong trường hợp những cái cuộc thi mà ví dụ như thi đối kháng, thi đấu, ví dụ như đấu võ chẳng hạn, thì không cần xét phù mẫu, xét thẳng luôn quán quỷ. Nhưng mà trong những cái cuộc thi mà chúng ta có làm bài thi hoặc là có phỏng vấn, ví dụ như là chúng ta thi học kỳ, thi tốt nghiệp, thi học sinh giỏi vân vân, hoặc là có phỏng vấn gì đó mà cần hồ sơ giấy tờ, thì lúc đó chúng ta xem thêm hào phù màu. Còn ví dụ như là vào là có danh sách xong là lên là cứ vậy là thi đổi kháng luôn, thì chúng ta xem hào phù màu là xem hào quan quỷ là đủ rồi, không cần xem hào phù màu ha. Tức là đó là dùng thân chính ha. Rồi cho nên trong bước 2 này chúng ta vẫn phải lấy quan quỷ làm dùng thân. Như vậy dùng thân quan quỷ chúng ta là có hai cái dầu, hai cái quan quỷ, đúng không? Hai quan quỷ thì chúng ta sẽ chọn hào quan quỷ có hào đồng này làm dùng thân. Như vậy là chọn hào dầu quán quỷ làm dùng thần. Bước thứ ba thì chúng ta sẽ thấy đây là phù màu trì thế, đúng không ạ? Hao thế nằm ở hơi phù màu, cho nên là phù màu trì thế. Rồi lúc này sau đó chúng ta sẽ xem thử nó tốt hay nó xấu, tức là muốn biết được là hao thế này, hao trì hao thế tương quan như thế nào với dùng thần, thì chúng ta mới xét được là nó tốt hay nó xấu nhé. Tức là nó tương sinh với dùng thân là tốt. Ở đây dùng thân của mình là dầu kim, hao thế là nằm ở hơi thủy, thì chúng ta có thể thấy rằng có phải là kim sinh thủy, tức là dùng thân sinh cho thế. Dùng thân sinh cho thế thì nó nằm trong cái trường hợp đó là hai cái này là tương sinh với nhau. Mà tương sinh với nhau thì đây là tương tốt đẹp ha. Là tương tốt đẹp. Cho nên mọi người luôn luôn lưu ý rằng là cái chuyện hao thế này nó nằm ở cái hao nào thì nó phải như thế nào để dùng thân, lúc đó chúng ta mới quy ra là tốt hay là xấu. À, bởi vì ví dụ như trong câu tài thì hao thế phù màu mà trí thế nó lại là tương xấu, nó không được xem là tương tốt nữa, bởi vì nó sẽ là vất vả, có danh được cũng vất vả, thì mình tạm thời sẽ vô là nhóm xấu. Đúng chưa? Nhưng đối với khi mà xem hao quán quỷ năm dùng thân thì phù màu trí thế lại là tốt đẹp. Bởi vì dùng thân là sinh cho phù màu, quán quỷ sinh cho phù màu. Nhưng cho nên là mình phải tùy vào trường hợp để các bạn lưu ý ha. Rồi, như vậy xong cái tường tốt đẹp. Đến bây giờ bước thứ tư là chúng ta xem hao thế trong năm, tháng và ngày. Như vậy trong năm thì ở đây không có, chúng ta có thể bỏ qua. Bây giờ hao thế trong tháng thân. Như vậy là hao hời trong tháng thân. Hơi trong tháng thân thì chúng ta thấy rằng là lâm trường sinh, hiểu chưa? Đó, như vậy đang hao hơi trong tháng thân mà lâm trường sinh thì không nằm trong mộ, không nằm trong tuyệt, được chưa? Không mộ, không tuyệt, rồi tiếp tục tam hợp, hơi và thân thì không nằm trong tam hợp tục, nhị hợp, hơi và thân không nhị hợp, nhị xung, hơi và thân không nhị xung. Như vậy cuối cùng vẫn quay về là so ngũ hành. So ngũ hành thì hời là thủy, thân là kim. Như vậy thì tháng sinh cho hào. Như vậy là được tháng sinh. Được tháng sinh. Nên là vượng. Tiếp theo. Hào hời trong ngày tỵ. Đây. Hao hời trong ngày tỵ. Như vậy chúng ta sẽ thấy được rằng hao hời trong ngày tỵ nó nằm ở tuyệt này. Nhưng mà cái tuyệt này thì thường là chúng ta cũng chưa quan tâm nhiều, mà chúng ta phải xét thêm những cái điều kiện khác.
Như vậy mồ là không phải rồi này, tuyệt này. Rồi tiếp tục. Tam hợp, tỳ về hơi không tam hợp. Nhì hợp, tỳ về hơi không nhì hợp. Tiếp theo là nhì xung. Tỳ về hơi chúng ta thấy là tỳ về hơi là xung nhau này. Như vậy tỳ về hơi là nhì, nhì xung tức là hao thế. Bị ngay xung. Rồi. Lúc này chúng ta mới thấy có một cái đặc biệt. Được chưa? Hào thì được tháng sinh cho nên vượng, mà được ngày ngày xung cho nên là trường hợp này gọi là ám đồng. Mà ám đồng thì được xem là vượng. Cái này tiếp tục mọi người lưu ý nha. Đúng ra bài sau mình học ám đồng, nhưng mà hôm nay gặp cái trường hợp này mình dạy luôn để mình làm cái tiền đề cho bài sau. Thì như vậy là cái ám đồng này mọi người lưu ý này. Như vậy lúc này chúng ta sẽ chia làm hai cái trường hợp. Khi mà ngày xung cho hào, xung hào, ngày xung hào luôn. Khi mà ngày xung hào thì chúng ta chia làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nếu như hào đó là suy thì gọi là bị nhật phá. Mà bị nhật phá thì mình nói là vô khí, vô lực. Rồi, đó là trường hợp mà hao bị suy. Còn trường hợp mà nếu như hao mà vượng thì mình gọi là ám đồng. À, mà ám đồng này thì đương nhiên được xem là vượng. Thế vậy quay lại cái ví dụ này, chúng ta sẽ đang hao thế bị ngay xung, đúng không? Bị ngay xung nhưng mà hao thế lại được tháng sinh thọ cho nên bản thân của nó vượng. Mà vượng mà đây, vượng mà được ngay xung cho nên nó gọi là ám, ám đồng. Mà ám đồng thì được xem là vượng, cho nên chỗ này mọi người phải lưu ý chứ ha. Cho nên là quay lại thì chúng ta sẽ thấy cái việc mà chúng ta xét tháng trước ngày nó có một sự logic nhất định, đúng không? Chúng ta xét tháng trước ngày thì chúng ta biết được cái hao này nó vượng hay nó suy. Rồi sau đó chúng ta lại so với ngày mà lờ để mà gặp cái trường hợp ngày xung này thì chúng ta sẽ biết được là nó là nhật phá hay là ám đồng. Được chưa? Còn nếu như chúng ta đi so ngày với tháng trước là tới đây là ngày xung, đúng không? Tới đây là ngày xung hào, là chúng ta lại lúc này chúng ta lại gặp bất lợi, chúng ta lại gặp rối. Nó rối ở chỗ này là chúng ta lúc này chúng ta chưa biết rằng là cái hào hời này nó vượng hay nó suy để chúng ta kết luận là nó ám đồng hay nó nhật phá. Nhưng nếu như chúng ta xét tháng trước thì chúng ta biết bản thân của nó đã vượng rồi, mà khi gặp ngày xung vào thì tự nhiên nó sẽ là ám, ám đồng. Đó, đó là lý do vì sao mà trong cái bước này, bước thứ tư và bước thứ năm, mình luôn luôn xét cái hào đó trong tháng được rồi mới đến ngày, chứ không xét ngày được tháng. À, như vậy quay lại ở đây thì chúng ta thấy hào thể ám đồng là được xem là vượng.